Xin chào mọi người. Và như mọi người cũng đã biết thì trước đây bóng đèn halogen được sử dụng rất nhiều cho dòng xe ô tô. Nó giúp cho chúng ta đi trong mọi điều kiện thời tiết khác nhau bám đường tốt hơn khi đi trong trời mưa hay là sương mù. Nhưng càng về sau thì dòng pin halogen được giảm bớt và thay vào đó là sử dụng các loại đèn LED. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là bi LED. Đặc biệt hơn cả bi LED đó chính là bi laser. Trong số những dòng bi laser ngày càng phát triển hiện nay thì bi laser X6 Pro là một trong những sản phẩm được rất nhiều người ưa chuộng. Trên tay em đây là quả bi laser X6 Pro. Thì đây là quả bi thuộc dòng thương hiệu của X-Line, một thương hiệu nâng cấp ánh sáng. Và đây là một sản phẩm mà được phân phối độc quyền tại Auto365. Nếu như trước đây đã có X3 Pro là bi gầm và bi LED X5 Pro thì X6 Pro là một quả bi laser với nhiều cải tiến cực kỳ vượt trội. Và những điểm nhấn đặc biệt gì thì xin mời mọi người hãy cùng em theo dõi những cải tiến vượt trội của bi laser X6 Pro này nha. Thì đầu tiên đó là về phần màu sắc. Cái màu đen nhám này mọi người hay gọi nôm na đó chính là màu đen nòng súng. Với màu đen nòng súng này nó lại tạo cho chúng ta một cái cảm giác giống như là rất là cuốn hút. Và bên cạnh em đây là ánh sáng của quả bi laser X6 Pro với cấu hình là 9+3 chip LED OSRAM. Mọi người có thể hiểu là ở phía trên của quả bi này nó sẽ có tổng cộng là 9 chip LED. Nó sẽ được gom tập trung lại thành một hình vuông ngay giữa của quả bi. Và phía dưới của quả bi này nó sẽ là 3 chip LED còn lại. Việc mà tạo ra hai phần như vậy nó sẽ mang đến một cái ánh sáng xa và đậm hơn. Và điều đặc biệt hơn nữa, quả bi này được gọi là bi laser bởi vì bên trong quả bi này nó có thêm một diode laser giúp cho cái độ sáng của quả bi được xa hơn và đậm hơn rất là nhiều. Cùng với đó là một cái điểm vàng ngay giữa quả bi laser X6 Pro. Chính vì cái màu vàng này nó sẽ làm cho cái phần đường mình được nổi bật hơn. Và đây là ánh sáng pha của nó. Phía xa của em nha, là không chỉ có một cái quả bi laser X6 Pro này không, mà bên trái và bên phải cũng có những cái đèn đường. Những quả đèn đường này thì chiếu xuống đường nó rất là sáng, nhưng nó không làm át đi cái ánh sáng của quả bi laser X6 Pro này. Phía cuối đường khoảng cách này cũng rất là xa, nhưng nó vẫn hiện lên rất rõ những chi tiết ở phía cuối kia. Cái phần ánh sáng này nó mang đến một cái nhiệt màu, đó chính là 5000. Thì với nhiệt màu 5000 thì nó là một cái dòng ánh sáng ngã vàng. Với ánh sáng như thế này thì công suất nó mang đến, công suất code là 75W và công suất pha là 85W. Một quả bi vừa nhỏ vừa gọn mà công suất lại cực kỳ khủng. Nói về độ hoàn màu là chỉ số CRI thì nó sẽ đạt ở mức là 85/100%. Thì độ hoàn màu mọi người có thể hiểu là khi mà một cái ánh đèn mà nó chiếu lên các vật thể thì mọi người chúng ta có thể thấy là ví dụ như em đang chiếu trên cái cây đó, thì ban ngày mọi người nhìn cái cây nó màu xanh như thế nào thì khi cái ánh đèn này chiếu lên nó hoàn màu gần như là ban ngày. Nó giúp cho chúng ta tái tạo lại những cái vật thể, những cái màu của vật thể cực kỳ là sống động như là ban ngày. Nói về độ rộng của quả bi này thì mới là một quả bi thôi nha mọi người. Em cho mọi người xem, đây là một quả bi nhưng mà ánh sáng của nó đã phủ rộng gần như là từ 2-3 làn đường. Thì khi mà lắp hai quả bi cho một chiếc xe tạo nên một cái độ rộng từ 3-4 làn đường. Không những rộng mà ánh sáng đậm, mọi người có nhìn thấy rất rõ, đây là một cái bụng sáng rất là dày. Khi mà đã là laser thì nó đã mạnh và ánh sáng xa, rất là xa. Thì đây là cái đường cắt của bi laser X6 Pro. Đây chỉ mới là ánh sáng code nha. Tại vì ngày hôm nay rất là may em mặc cái áo đen để giúp cho cái đường cắt của mình thể hiện rõ hơn đó. Thì em đang đứng ở đây cũng là một khoảng cách rất gần với quả bi laser X6 Pro, nhưng cảm giác gần như là không hề chói mắt. Tiếp đến là tới cổ nha, nhưng hiện tại thì em vẫn đang cảm thấy rất là rõ. Em thấy rất rõ anh cameraman đang quay em luôn đó. Lúc này em cảm giác là nó gần tới cái khu vực này của em rồi, cái càm rồi. Lúc này em mới cảm thấy được là cái sức mạnh của bi laser X6 Pro quá chói. Ánh sáng tốt, quả bi nhỏ, công suất cao. Vậy thì dấu chấm hỏi đặt ra là gì? Nhiệt lượng tỏa ra của nó có nhiều hay không? Nếu như nhiệt lượng tỏa ra nhiều thì quả bi này có thể duy trì trong thời gian dài được hay không? Lúc này đòi hỏi nhà sản xuất của X-Line phải suy nghĩ đến việc tản nhiệt cho quả bi laser này. Phần dưới của quả bi laser X6 Pro này nó sẽ có cái các miếng tản nhiệt bằng đồng. Thì sau khi mà cái nhiệt lượng tỏa ra từ quả bi laser này, nó sẽ được đồng hấp thụ vào, tản nhiệt ra bên ngoài. Lúc này chúng ta có thể thấy trên cái quả bi này có những miếng lưới thì nó sẽ giúp mình tản nhiệt tốt hơn. Nhưng điểm nhấn nữa là quạt, công suất quạt gần như chạy tối đa. Lực quạt, quạt ra mạnh nó sẽ quạt cho cả miếng đồng và luôn cả cái phần driver, tức có nghĩa là những cái mạch điện ở bên trong đèn được tản nhiệt tốt nhất, giúp cho cái quả bi laser X6 Pro này nó sẽ được gia tăng tuổi thọ và luôn hoạt động ở mức công suất ổn định nhất. Wow. Tổng kết lại thì bi laser X6 Pro gần như là một trong những quả đèn mà được rất là nhiều các bác tài yêu thích, triệt tiêu những khó khăn mà các bác tài đang gặp phải. Và bi laser X6 Pro này có thời gian bảo hành tại các hệ thống Auto365 trên toàn quốc là 3 năm. Nhưng mà em nghĩ là trong thời gian 3 năm hoặc là về sau nữa thì cái việc mà bị lỗi gần như là rất ít. Nếu như chỉ có là do chúng ta cảm thấy
cái độ cao ánh sáng chưa vừa. Còn lại thì em nghĩ là với cấu hình chip LED OSRAM 9+3 cùng với đó là một diode laser thì giúp cho ánh sáng chiếu xa hơn, mạnh hơn. Công suất là COT 75W và pha là 85W, nên là thời gian 3 năm, 4 năm hay nhiều năm về sau thì đây chắc chắn là một quả bi laser mà giúp cho chúng ta có độ bền tốt nhất. Nếu như các anh đang phân vân cũng giống như là đang có ý định là nâng cấp ánh sáng cho xe ô tô của mình thì có thể đến ngay tất cả các hệ thống Auto 365 trên toàn quốc của tụi em để được lắp đặt quả bi laser X6 Pro này nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.